Các bạn nghĩ việc sống tại độ cao 3.600m so với mực nước biển thì có dễ dàng không? Và kinh nghiệm bản thân mình là không hề dễ dàng chút nào. Mình đã trải qua cảm giác leo bộ chỉ 150 bậc thang mà cảm giác như chạy liên tục 1,5 km, tức ngực do áp suất và thở khó khăn do không khí loãng thiếu oxy. Nhưng vì muốn được ngắm nhiều cảnh đẹp, muốn tìm hiểu thêm về văn hóa người Tây Tạng, thì mình thấy là chuyến đi này vẫn rất đáng để trải nghiệm. Shangri-La, một thành phố vùng cao xinh đẹp với rất nhiều cảnh đẹp. Chỉ cần giơ máy ảnh lên ở bất cứ đâu cũng thấy bầu trời xanh biếc rộng mênh mông. Các bạn còn nhớ con bò yak, bò Tây Tạng ở video trước mình chụp ảnh cùng không? Nó đây này, nhưng mà đây là thịt bò đen thôi, chứ bò trắng thì họ không ăn. Và để biết vì sao thì cùng nghe bạn chính, hướng dẫn viên của Esqua Travel nói nhé. Thì cái con bò màu trắng như vậy nó rất là quý. Khi mà sinh ra một cái con bò trắng như vậy là người ta không bao giờ mang đi giết để lấy thịt. Con trắng chỉ mang đi để cho khách du lịch chụp ảnh thôi. Bởi vì nó rất là hiếm. Nhiều khi là 2.000 con bò đen mới có một con bò trắng. Bữa ăn buffet lẩu bò Tây Tạng ở đây thì cũng rất là khác lạ. Mỗi người sẽ có một nồi lẩu nhỏ riêng, chất lượng thịt bò tươi ngon và mềm ngọt. Bữa ăn này thì không nằm trong chi phí tour nên muốn trải nghiệm thêm thì mọi người sẽ cần chi thêm là 110 tệ một người. Đến Shangri-La là mọi người nhớ phải check-in tại bạch tháp to này này. Đây chính là biểu tượng của thành phố và dân tộc của người Tây Tạng. Khách sạn mình ở thì cũng là khách sạn 5 sao to và đẹp nhất của Shangri-La, kế bên là thành cổ. Đi khám phá trong này mọi người sẽ thấy một nét kiến trúc tạng truyền rất khác so với ở Đại Lý hay là Lệ Giang. Con người ở đây mình cảm giác họ thân thiện và chân chất hơn so với những thành phố kinh tế lớn khác. Một lưu ý quan trọng khi đi Shangri-La, các bạn rất cần lưu ý tới quần áo ấm và kem nè. Ngủ ở đây chỉ một đêm thôi mà nó khô đến nỗi đêm đi ngủ phải lấy giấy ướt đắp lên môi vì khô quá. Và nếu cẩn thận thì mọi người nên uống thêm thuốc chống phản ứng cao nguyên. Tình trạng thiếu oxy sẽ thể hiện rõ nhất từ sau 7 giờ tối cho đến đêm. Hãy làm theo những gì mà hướng dẫn viên bên công ty du lịch họ dặn dò. Đừng chủ quan về sức khỏe để đảm bảo hành trình diễn ra suôn sẻ nhất. Nếu các bạn có bất cứ thắc mắc hay câu hỏi gì về chuyến đi này, cứ đặt câu hỏi mình sẽ giải đáp chi tiết nhất có thể nhé.